Bắt đầu chuẩn bị là thả thính. Thả thính nè. Đi đâu dạ? Thì Út nói uống trà sữa. Lẽ thường tại sao thiếu tiền không trả? Hả? Đi đâu vậy? Đó. Mà hỏi cũng hỏi chân thành luôn. Thế nợ xong mất trả. Đi đâu ạ? Đi uống trà sữa. Thiếu nợ chừng nào trả? Chào đi con. Chào. Chào đi. Hay là anh Trường Giang, chị Trấn Thành. Dạ em xin chào hai ban giám khảo, anh Ngô Kiến Huy và khán giả ạ. Đây là gì? Dì cháu. Dạ dì cháu. Dạ. Yeah. Dạ. Cái mặt nó cưng quá. Giới thiệu tên đi con. Em tên là Nguyễn Trung Quân, năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 ở quê. Sao cái răng thưa dữ vậy bé? Giờ ráng thi 100 triệu về làm răng nha. Răng này là tự vậy đó hay là do mình ăn kẹo hay là nó sao? Nó tự vậy luôn á, hai mà nó cũng bị hoài vậy à. 4 cái thôi đó. Dạ. Hai bên có không? Dạ có. Nhưng mà tại sao em không làm răng lại hay là do nó bị sao? Dạ làm răng là mắt hay nhổ lại lâu lắm, còn đi học mà do bạn bè cười chết. Để vậy chắc tao không cười. Bị cái này bao lâu rồi? Hồi nhỏ tới giờ luôn á. Thiệt á hả? Dạ. Là em bây giờ em bao nhiêu tuổi? Em cũng không nhớ luôn. Học lớp 12 đó, là 18. Có người yêu chưa? Chưa. Nói chung là hàm răng đẹp và để đầu tóc cũng đẹp ha. Ừ. Hợp ghê, khuôn mặt bầu bỉnh nữa. Rồi, mình thi nè. Cho em chuẩn bị phục trang. Chuẩn bị đi em. 3, 2, 1, 60 giây. Bắt đầu. Trời cua kìa. Đi đâu ạ? Đi uống trà sữa. Thiếu nợ chừng nào trả? Bé không hiểu vì sao luôn. Rồi có trong tay 2 triệu. 2 triệu. Đã có trong tay 2 triệu. Có gì liệt. Trời ơi. Tại vấn đề là biết sao Thành cười không? Để tôi giải thích luôn cho nè. Bắt đầu chuẩn bị là thả thính. Thả thính nè. Đi đâu dạ? Thì Út nói uống trà sữa. Lẽ thường tại sao thiếu tiền không trả? Hả? Đi đâu vậy? Đó. Mà hỏi cũng hỏi chân thành luôn. Thiếu nợ xong mất trả. Đi đâu ạ? Đi uống trà sữa. Thiếu nợ chừng nào trả? Cái đó là knock out đó. Cái đó là knock out đó. Tại vì nó làm bất ngờ là chỗ nhảy qua nhảy lại thì tưởng là cua. Anh sẽ dắt em đi chơi nhé. Nhà ở đâu dạ? Còn không, sao thiếu tiền không trả mày? Cái gì? Dẻo. Ừ. Đó. Vậy mới là diễn chứ. Rồi có thi nữa không? Bây giờ có 2 triệu rồi đó. Tiếp kịch bản nãy chưa rồi luôn á. Chưa rồi luôn hả? Chưa, mới có khúc lầu thôi. Bây giờ quên cái hồi nãy đi. 3, 2, 1. Rồi giờ có thi nữa không? Dạ. Dạ nữa. Thi tiểu phẩm gì? Thi tiểu phẩm gì? Tiếp tục tiểu phẩm. À cái cô gái này tiếp tục hả? Dạ. Vô. Chuẩn bị. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Từ từ trả làm gì chặn đường dữ vậy? Thiếu nợ chính là mới trả. Từ từ đi rồi trả. Tao nói mày rồi, xe chua đua đòi không có tiền đi cắt mí, cắt mắt, cắt mũi, cắt tóc, cắt chân, cắt móng tùm lum mà giờ không trả. Tao nói thiệt giờ không có còn bạn bè trơn luôn á. Từ từ đi, năm sau trả. Tao nói mày nghe, thù mẹ đi xe, mày chết đuối đi tà, mày chìm tà, mày máy bay mày hết xăng, tới nỗi mày đi toilet cũng cúp nước hết giấy luôn, mày nghĩ sao hả? Chừng mày mới trả. Mày nhục hả? Nhục sao không trả đi? Đã nói là từ trừ trả rồi. Ủa tao nói không sợ hả? Phải như anh Trường Giang tao mới sợ, mày tao không sợ. Thánh thần ơi trời, vậy không sợ mày đi luôn rồi, nào mày trả tiền. Không trả luôn. Rồi thôi về luôn, ảnh chưa cười rồi. Vậy thôi à. Ố. Đang kia coi chưa gì. Cười mà, anh chưa cười cái đầu tự nhiên hết cái sao vậy? Sao vậy nha? Đã hết luôn rồi hả? Ồ. Hết thời gian. Dọn ra, ăn khai vị, đẩy chén yến ra, êm xong.
quất rồi chặt món chính chặt gì cả bầu ngư đâu cho ăn mũ chôm chứ chết thiệt. Nhẹ nhàng không ai mà cái gì đâu mà nói cái gì đâu không mà đầu nợ hồi nãy có duyên rồi cứ phải giữ cái nét có duyên đó đừng có chửi người ta chửi mới vui đòi nợ mới đòi vậy nè cứ nợ sao không trả dạ từ từ em trả mày không trả mày nghiệp lắm á gia đình mày làm ăn không có lên đâu quân nợ chi đi cắt mắt kỳ vậy thiệt á gán đi trả nợ tao đi mai mốt Trường Giang lấy mày thí dụ vậy nhẹ nhẹ tao nói chuyện cưng ta nó ghẹo trả nợ đi thiệt mày giờ không có được đâu cha mẹ mày tao biết mà đi trả nợ đi thiệt á hiểu không em đề nghị người ta một chuyện khủng khiếp mà em thái độ vậy đó tao ấy mày nha mày chịu không mày không chịu thì tao biết mày không chịu đâu tao xấu lắm mày trả tao đi không chịu nữa hả vậy tao ấy mày nha nha đó đợt nhỏ này nói nhảy qua nhảy lự đang có duyên nhào vô chữ quá trời chữ nè nó nghe nè bên này đi cảm ơn bạn ạ rất quan hệ cảm ơn em.